Hello cả nhà, bây giờ hôm nay em Liên lên kèo thơm cả nhà ơi. 30 cái kem cho sỉ ha. Giờ hôm nay em Liên sẽ qua cho mấy chị xem soạn nguyên liệu đi trộn kem nha cả nhà ơi. Đây, bây giờ soạn nguyên liệu chuẩn bị đi trộn kem nha mấy chế. Dẫn mấy chị vô kho soạn kem nha. Lên đây làm cho lên. Soạn kem là cho khúc nè. Kèo này hơi mệt rồi đó nghe mấy chị, hơi đắm đuối xíu đó. Giờ chuẩn bị sọ hàng để mà đi trộn kem cho mấy chế nha. Mấy chị em ơi, hộp dí với em rất là nhiều luôn, dí em nhẹ lắm. Mấy chị cứ việc bán đó, ra đơn ầm ầm cho em. Còn hàng quá cứ để em Liên lo, hàng chất lượng, rất là chất lượng, để cho chị em nhà mình bán giữ được cái uy tín lâu dài. Mấy chị giữ được uy tín mà em cũng giữ được uy tín. Hàng chất lượng, hàng xịn nên là hả mấy chị lấy rất là nhiều để bán luôn. Mấy bà cứ an tâm cứ việc bán, còn hàng chất lượng cứ để em Liên lo. Mới ngủ dậy luôn mấy chị, mới ngủ dậy lụm cái đơn mấy chục củ mấy bà ơi coi nè. Cảm ơn với tình yêu rất là nhiều, nhã dí cho mấy chế nè. Chúc mấy chị ha là 30kg bán vài bữa thôi, tầm 10, hơn 10 ngày thôi là hết 30kg, quay lại lấy nữa nha. Mấy chị lấy 30kg là em Liên cho thẳng trên bill 2kg luôn nha mọi người nha. Khỏi cần đợi cuối năm, cho thẳng trên bill cho mấy chế luôn nè. Chọn kem là cái công đoạn trước tiên là phải soạn nguyên liệu với mấy chị. Soạn nguyên liệu từ mẻ cho nó chuẩn công thức, rồi sau đó bắt đầu mới chọn. Đó, soạn từ mẻ mấy chị ha. Đây, soạn hàng để chuẩn bị trộn cho mấy chế ha. Đó, hàng quá là em Liên quay thực tế cho mấy chị xem ha. Nhà em ngày nào phong cảnh cũng nhộn nhịp gì hết trơn nghe mấy chị. Heo dở bó tay luôn rồi các bạn ơi. Mấy chị ha, trộn cho sỉ, vẫn trộn chất lượng bình thường nha mấy chị. Đưa mấy chai xi gum lên cho lên. Đó, vẫn bỏ xi gum AHA, BHA, vẫn bỏ viên dầu xi gum chống nắng, alpha chống nắng đầy đủ hết nha. Đó đây, em đang lên kem, hồi nãy giờ em mắc like với mấy chị nên là em không có quay giúp kem cho mấy chị xem được. Ủa sao thấy lỏng quá vậy? Đây, pha xong, pha từ mẻ nè mấy chị. Đây mẻ nè ha, rồi pha từ mẻ. Đây nè mấy chị, nhìn cái chất kem đẹp quay. Chất kem nó xốp cái này cả nhà ơi. Cái này hơi đặc nha, bình thường bông bưởi em bán là nó sẽ hơi lỏng sệt, nhưng mà cái này là do sỉ á, người ta phái đặc nên là em pha theo yêu cầu của sỉ, hơi đặc xíu. Đó, chất kem đặc xốp tửa coi nè, xuất sắc không mấy chị. Đây tôi quay cái trận cảnh cái chất kem cho mấy chế xem nè. Quá trời quá đắt nha, cái này em Liên pha hơi đặc ngang, còn khi mà bán cho mấy chị em pha sẽ hơi sệt lỏng, tại vì cái này là do sỉ á, người ta yêu cầu pha hơi đặc nên là em sẽ pha hơi đặc đó, mấy chị thấy không, dính không nổi luôn á. Cái này mà bả chê nữa là thôi em cũng thua luôn nè. Nhìn chất kem nè, nó xốp mà nó đặc nè, dính không nổi luôn mấy chế nè. Đó, thấy chưa, quá trời quá đắt sức. Bông bưởi nè, bông bưởi nghe mấy chị. Đó, bọc này là 2kg ha. Đó là 5 bọc là 10kg, cho thêm 1kg. Đó là 11kg. Rồi cái kia là bắt đầu em sẽ quay em sẽ chọn cốt xù ha. Cốt xù là bắt đầu cũng lên từ mẻ giống vậy nè mấy chị. Cốt xù là 20kg. Đó, 20kg em cũng cho thêm ký ha. Đây mấy chị, vô được nhiêu kem rồi nè ha. Thì cái này 30kg chắc phải chọn 2 ngày á. Hôm qua họ hôm là làm sáng đi, rồi bây giờ mới ngồi dậy nổi, giờ làm tiếp nha mấy bà ơi. Chút xíu nữa trộn tới tối nữa quá. Này em mới trộn được có mười mấy ký à. Có mười mấy ký thôi mấy chị, 30kg chắc phải 2 ngày rồi ha. Tại vì mấy chị đặt nhiều là phải 2 ngày phải đợi mấy bà ơi, tranh thủ làm. Tại vì em viết từ hộp kem nó lâu lắm mấy chị. Nhà em là phụ em là nguyên nhà luôn mà còn làm không nổi nữa đó mấy bà ơi. Chắc ăn là 2 ngày. Đây mấy chị xem nè. Cái chất kem cốt xù nè. Chất kem cốt xù là nó lỏng chứ nó không có đặc, nhưng mà cái này là do chị yêu cầu mà em pha cho chị thì đặc. Chị này thì chỉ phái cái chất nó hơi đặc xốp nè, thấy không nè. Cái chất nó đặc xốp nè mấy bà. Đó, đã chưa mấy chị ha. Cái này về mấy chị có thể pha dưỡng vô thêm nữa để cho các em nó lỏng, mấy chị bán lời nhiều hơn nữa nha. Rồi đó, đây nè. Vô được nhiêu rồi đó. Có bọc 2kg.
bọc 2 kg ha, 30 kg. Này em tặng thêm 1 kg nè. Đây bọc này là em tặng 1 kg nè. 30 kg là em liên cho 2 kg nha. 30 kg cho thêm 2 kg. Tặng thêm cho mấy bà 2 kg đó. Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu qua tới trộn tiết mẻ cốt xù tiết nữa, tại vì em trộn từng mẻ đó chị, một mẻ 5 kg kìa. Quay cái lu đi rồi quay cái đây tiếp tục trộn tiếp nha cả nhà ơi. 50. Hôm qua em không có quay vít kem, bữa nay bắt đầu quay vít kem cho mấy chị xem nè. Hôm qua không có thời gian đó bà, hôm qua tôi mất làm clip đăng đăng bên kia, bởi vì không có thời gian. Ui da, sợ không giờ đó bảy đó. Của nó rồi. Nó gỡ đi. Cái này nhật đỏ, vàng nhật đỏ. Ê, ta thấy hai cái này chắc nó cũng giống nhau là hai cái kỳ. Cái nhật đỏ thấy chắc nó cũng vậy à. Mềm ha. Cái nhật vàng nhật chứ này dễ dứt lắm. Đưa vô cái xay cái nó ra. Từ từ dăng vô mặt sao mãi heo. Bà đem nó một cái bánh bao nhìn thấy ảnh. Gì á? Mua nào? Ngon không? Mới đi chợ về mày. Mày đi nó không hay nữa. Mày đi chợ đảm bảo nó không hay. Ôi chợ mưa. Gì hả? Nói ra ngoài mưa. Thôi mưa gãy cây gì vậy đó. Mưa hồi sáng ở ngoài sập cây nhóc cái kia. Ừ. Ở đâu? Chốc lát ngoài thơ á. Cứ chiếc vô đó. Để tao chị, nhớ này lá. Bà đó là muốn bà xíu xíu không ngon. Bà xíu xíu là cái có chút xíu. Dạ không. Bao nhiêu thịt mà. Làm bự vậy chứ có chút xíu à. Thì nó chín cút nhiều. Nhưng nó ít muối. Cho cái chín muối ăn đi. Ấy, ăn dư mà. Có. Nó. Có cái bánh bao mà chị 8 người ăn. Cái này em trộn cá ăn lố nha mấy chị. Nó chín cút mà. Ủa chín cút hả? Chín cút. Chín muối mà. Tao nói chín muối á. Tao nói bánh bao xíu xíu chín muối mới ngon. Rồi mày nói vậy hả? Nghe nói có cái chín muối. Tao nói bánh bao xíu xíu chín muối mới ngon. Gắn luôn cho cục thịt với miếng bánh chứ ba cho cái cục không. Ăn rồi lời hỏi nữa. Anh nói chuyện á sao ồ ồ vậy ba? Hôm làm gấp này bán. Trong bể. Cái ông bể trộn vô đi. Đó, chân tay dọn. Nè. Cái này phải không? Út về chưa? Út về hay gì nghe tiếng Út á. Đó. Biết sao mà tao không có lấy cái nguyên cục không? Cái cây vít này nè nó hơi bị cỡ mềm nè. Sao đợt này cái cây vít đó nó tay trái thiệt mà nó mềm thấy không? Nó mềm chứ ba lắm. Sao bữa mua đặt kia không giao cứng mà không có giao vậy? Hình như nó không có giờ nó có làm cứng hay sao? Tại vì mua chỗ khác mà nó cũng vậy đó, thì thôi đó tao. Nó mềm nè, nó không có cái độ mạnh để mình xay nữa thấy không? Phải kìm mới xay được nè. Nó mềm xẻo nó vậy đó. Rồi ăn cái bỏ thì biết không hồn. Ừ. Thảy 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 tiếp. Giờ lỗ hết ừ, thằng ghé thầy. Có cái đó mới út thì đó. Ai ghé gì bịch bịch kìa. Bịch bịch là út. Út bịch con. Vậy dạ. Ừ. 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 Ừ
Chúc mừng khi gớt nha. Tao chắc biết mày không bao giờ thi đậu, tao nói thiệt. Mặt mày có học hành gì đâu thi đậu. Không vậy. Học gì mày chỉ tao coi. Lấy kim về đọc bài đó. Dạ. Chữ vàng viết kem gì học bài. Năm 12 tháng đi học không viết một chữ trong cuốn tập nữa. Dạ hả. Bình thường không chịu học. Lên đến học. Lên đến học người ấy à. Rồi tao hỏi lại sao. Cuốn tập học 1 năm một chưa hai đúng. Sao mà đậu được? Nó đi học. Đi học từ nhỏ tới lớn á. Đây cái này. Chữ cái này gõ gõ gì là nó sẽ ra nè mấy chứ. Sáng cô nấu hai bịch chè vô ăn quá trời. Gì? Sáng cô nấu chè vô ăn quá trời. Cô Phúc nấu hả? Ừ. Chè gì vậy? Chè đậu xanh nha. Chúc mừng khi gớt nha. Chúc khoai cao. Cho mày ăn đi khi gớt. Gớt chịu à. Nay thứ mấy rồi? Nay thứ bảy rồi. Chủ nhật mấy ngày nó thi rồi. Ừ, mấy ngày nó thi. Nào thi đến xong cái mình đi ăn mừng thằng tí khi gớt. Mừng cái đậu. Đây anh nói thì gớt gì không? Gà hơi cục to luôn. Gớt thôi. Mày gán cặp bi cho giữ vô cho đậu. Thì giữ cặp bi vậy tao. Sao vậy? Đứa ngọn bạn. Đứa ngọn bi. Đứa ngọn bạn. Đứa đồng bạn, đứa đồng kia cho cặp bi. Khi tốt nghiệp nó không đi tốt nghiệp. Bà vô viên ghép hơn ha. Vậy là, nước ngoài á. Vậy là tỷ lệ mày thi gớt nó sẽ cao không? Không có phát cho hồi. Bởi vì mới học bài nè. Chà. Mắt của em ghê lắm nghe. Hồi đó em thi em liếc nhỏ ngồi trước hết trơn. Mày học cỡ nào cũng không bây giờ đậu hồi xưa ha. Các đàm em liếc. Hồi xưa ha là học là phải học từ đầu năm tới cuối năm luôn. Tao hả ôn mấy cái đề cương của thầy cô cho đó. Vô làm không có một câu trong đề cương luôn. Mấy chục câu cuối cùng có một câu nữa. Nó lọt qua cái phần đầu năm. Trời sao nhớ nổi. Thì đó. Mấy câu hỏi đầu năm sao nhớ giờ học đầu năm đó. Giờ dạ, nó cho mấy bài học kỳ 1 không à. Ôi trời, mấy câu hỏi đầu năm không mà học không có nổi luôn á. Sao học nổi. Anh đồ xong em thì cuối xong. Vô biết mẹ gì đại hết luôn. Bây giờ tắm rửa lên đồ nha anh em. Dạ. Ăn lẩu chiên. Lên hoài. Ăn món tết đi. Nó bị ảo tưởng sức mạnh lên tối ngày. Cái thân á thì chín mấy gần cả trăm ký mày đó ngày cứ ăn hoài luôn á. Trời ơi. Bắt đầu đi. Bắt đầu nha. Bắt đầu đi sớm. Dễ. Ừ đi sớm nhưng bắt cội không kìa. Đá bò luôn, đá hú đá. Bò nó đá hú. Ê ông Bình không thấy khỏi hú đá nữa. Đâu có hú đá. Ăn gì con trai. Đừng nói. Đừng nói. Đừng nói. Cái gì? Dán lâm mẩy. Các bạn thấy cái đống kem tao làm gọi không? Lên à. Cái này của tao nè. Dán vô cái đó dơ luôn, tao chữ à. Đem mít tự chết đi. Đủ kiểu đếm đi. Đi. Bữa nay bị kiểu đếm bỏ hay gì vậy? Tao mượn cái đây đó cái Linh nó nói mày bị kiểu đếm bỏ rồi kìa. Nó xàm. Thiệt á. Thấy mắt xưng dù dù tưởng đâu khóc chứ. Ngủ mày. Tao ngủ tao đi học về tao ngủ tới giờ. Ai biết được. Đưa cái thao kêu qua cho con nè. Được vậy hả? Ừ. 70. Rồi bây giờ em sẽ quay nhiêu cho mấy chị tham khảo thôi. Để dít nha mấy chị ơi. Tại này nhiều dữ lắm. Nhiều dữ lắm. Trộn từng mẻ mấy chị. Một mẻ là 5kg như thế này. Mà em trộn 30kg. Trộn hôm tới giờ chưa xong đó rồi. Cái này phải 2 ngày mới xong đó bà ơi. Chung là chắc ăn là 2 ngày đó. Ngày là hai ngày mới xong. Cá gì vậy trời? Thôi. Đâu vậy? Đây. Em soạn từ mẻ giống gì này mấy chị thấy không? Đó, mẻ mẻ gì đó ha. Rồi bắt đầu dít hết cái đống này. Hết cái đống đó sẽ qua tới cái gỗ kia. Đây, chọn được mới có mười mấy ký nè. Đây mấy chị. Chắc kem nè, xuất sắc không? Cái này chưa đủ 2 ký. Đó, bây giờ đợi chọn thêm mới vô tiếp nữa. Đây ha. Bọc gì là 2 ký nè mấy chị. Đó. Hai là cuối tuần. Đã sao một bữa rồi. Cho nên thấy em bán có 30 ký kem mà em làm 2 ngày 3 ngày mới xong đó chị. Mà em thấy người ta nói người ta bán ngày kem trộn mà người ta bán ngày 200-300 đơn mà không thấy dít miếng kem nào hết trơn bà. Không thấy dít miếng kem nào hết trơn mấy chị.
không biết được kem đâu giao chị. Rồi ai trộn thấy không, không không thấy có người trộn mà không biết kem đâu mà tới mà một ngày bán 200-300 đơn với bà. Trời ơi, tôi bán có 30 ký kem mà tôi đảo 2-3 ngày chưa xong nữa nè. Đó, đảo 2-3 ngày chưa xong nữa. Mấy chị đặt nhiều á, mấy chị đặt nhiều thì mấy chị đợi em từ từ nha. Tại vì cái này là em dứt từ cái phôi như thế này cho nên nó rất là lâu. Mà không phải mà non em làm đâu, ở nhà á là 5-6 người làm tiếp, người lột, người dứt, người trộn. Như cái hộp kia. Đó đó thấy không? Đó, mỗi đó, cái mỗi người đó. Công đoạn tiếp như đó mấy chị. Mà còn không kịp nữa. Còn mà ngày bán 200-300 đơn rồi em không biết sao dứt nổi nữa mấy bà, nó thiệt sự luôn. Chị em nhà mình mà mình đặt hàng mà đơn đó, mấy chị đặt nhiều đó. Thì em giao hơi chậm tới xíu nhưng mấy bà ơi trộn xong rồi mới giao được. Quên đó. Cái này là nhịp đỏ nè. Ôi tao thấy đỏ nhịp vàng. Cái cây của tao đã tao đưa cho mày rồi, mày nói gì theo tiếp. Chọn nhiều thì em sử dụng cái lố á mấy chị. Bớt lố, nhựt lố, xù. Xù thì em đi sẽ chọn xù. Nó cốt xù thì nó sẽ nghiêng về kem xù nhiều. Xù nó cái nền của nó dưỡng trắng nhiều thì em sử dụng xù ký. Rồi xù ký là xù nguyên chất nhập ở bển về chứ không phải là xù gia công nha mấy bà. Xù Thái chuẩn mà người ta chưa có chiết ra hộp nhỏ thì mình đổ vô, mình lấy nguyên ký mình đổ vô luôn, mình trộn, mình khỏi cần phải dứt từ hộp giống vậy. Thay vì về là người ta sẽ chia ra hộp nhỏ giống vậy nè, ta đổ vô hộp ta bán cho mấy chị. Nhưng mà cái này là nó nguyên đai nguyên kiện, nguyên đai nguyên kiện ở bển về, mình về mình khỏi nạo. Đó, còn chị nào mà mình trộn ít thì mấy chị sử dụng xù 15g ha. Xù 15g thì nó dứt nó ngỡ, nó nhẹ hơn xù nhỏ 4-5, nó có chút xíu à, dứt nó lâu nữa. Ủa sao này nhiều dữ vậy ha? Ở dưới hồi đè em. Đó. Tưởng sao đặt cái cây này thấy nó cũng giống như cái cây kia hả mấy chị. Cây này em tính đặt, em mua cái loại cứng đó, cho dứt cho nó mấy cái kem cứng này nè. Ai hở hả, nó cũng vậy, nó cũng mềm xèo hả mấy bà ơi. Đây cái này là bóp ha, đằng này trộn bóp lại mấy hộp lại ha, phải ha, mấy hộp bóp. Cái thằng dưới sông này là bánh kinh thu, bánh bia cho mấy miếng dí á. Nhân thập cẩm. Rồi mày dứt đi, mày giờ anh ta gì heo. Bữa nay nữa, giờ này nữa là làm xong rồi đó cả nhà ơi. Cáo lý là tính làm lẹ lăn giao bữa nay nhưng mà đuối quá làm không nổi rồi. Để ngày mai giao. Mà giờ này là 5 giờ chiều là xong rồi đó. Bây giờ em trộn nữa là chắc tới khoảng 7 giờ tối mới xong. 7 giờ tối xong. Mấy chị thấy á, vậy chứ dít á, nó mau nhưng mà cái trộn nó lâu nha. Trộn là đánh phải cho nó mịn rồi thêm là phải cam chắc kem nó rất là lâu. Ngán nhất là cái công đoạn cam chắc kem á mấy chị. Chứ không phải mấy chị trộn lại là cái mấy chị giao đâu. Phải cam chắc kem cho nó vừa ý vừa hết nè mấy bà thấy không. Phải cam cái chắc kem cho nó vừa ý ra, cái chắc kem phải đậm đặc dẻo xốp. Đó mấy chị, người ta mới chịu. Người ta yêu cầu, khách yêu cầu đó mấy bà. Kiểu giống vậy đó. Cho nên là mấy cái kem mà bỏ sỉ á, em đi không có trộn trước. Tại vì thường đa phần á, là có khách á, đòi á, là kem hơi lỏng. Có khách thì đòi kem hơi xốp nhiều. Có khách thì đòi kem tẩy nhiều mạnh. Đó cho nên mấy chị đòi thì em nhiều chị thì phái mạnh thì em pha mạnh. Còn có nhiều chị phái vừa vừa thì em pha vừa vừa. Đó nó nhiều lắm mấy chị ha. Cho nên là khách đòi á, cho nên những chị mà đặt sỉ số lượng giống như 5kg, 10kg là em pha riêng. Em pha riêng theo cho mấy chị, cần ý của chị, của mấy chị luôn. Cho nên là không có pha sẵn. Có nhiều chị nói sao em không pha sẵn đi cho nó khỏe, rồi các khách mua cái là mình giao cho người ta luôn. Không có được, tại vì kem em pha sẵn á, là em pha vừa xài. Là mấy chị về mấy chị xài, mấy chị thích. Còn riêng sỉ á, người ta không chịu giống vậy. Sỉ có người đòi là phải pha kem cho nó có dầu nhiều. Đó, rồi có người đòi là phải đặt xốp. Có người đòi, đó, cái kem này của em á, hồi hôm mới trộn mà bây giờ nó ra dầu rồi. Em cho mấy chị xem nè, mới trộn hồi hôm mà bánh nó lên dầu, nó lên dầu vàng nè, thấy không? À, cái này là ở ngoài mới thấy rõ, trong đây mấy chị thấy không rõ quá nè. Dầu nó vàng chút xíu, em quay ngược lại cho mấy chị nè, vàng nè, thấy không cái dầu nè.
đó mới trộn một hôm mà giờ nó nghỉ dầu vàng vàng rồi đó mấy bà ơi. Cái này mà giao tới khách là bắt đầu nó lên dầu vàng đó mấy chị ha. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ đưa vô máy đánh ha. Đó. Mười mấy ký rồi thêm cái này. Ủa? Hai mấy ký chứ? Mấy ký không? Một bọc 2 ký á. Một bọc 2 ký với cái thấu này nữa. Không đủ thì pha thêm, bây giờ hết thấy đường gấp màu rồi. 30 ký á mấy chị, bọc 2 ký. Đó 100 ký. Vậy là thêm cái thố em vô thố này nữa là xong. Giờ tới giờ em like rồi nên là em giờ em lên em like. Rồi chút xíu nữa like xong đi rồi tính tiếp mấy chị ơi, hết thấy đường gấp màu rồi.